Các bạn ơi, Hoàng bán luôn cái cây này rồi. Vừa mới làm review, chưa kịp đăng gì hết mà cũng có người mua luôn rồi. Bây giờ tụi Hoàng đi giao nha. Rồi, đi lên xe giao đàn luôn đây. Rồi, giao cây này ra tới quận 9. Lại hai thằng. Thằng lớn, thằng nhỏ. Thằng anh, thằng này em. Nó có rất là nhiều tiếng luôn á. Quá long rồi.